Ngọc được mời tham dự buổi giao lưu nghệ thuật chế biến món ăn từ hải sản Hàn Quốc. Và theo Ngọc được biết thì hôm nay có rất là nhiều món ăn ngon được chế biến từ cá bơn, bào ngư và ốc Nhật Hokkaido. Nên là tụi mình rất là háo hức được vào trong để xem các đầu bếp Hàn Quốc và Việt Nam chế biến món ăn này như thế nào. Sự kiện thì có một hồ nước để chúng ta có thể thấy được những cái loại hải sản tươi sống của Hàn Quốc. Và ở đây Ngọc thấy có bào ngư Hàn Quốc nè. Từ trước tôi sang Hàn thì Ngọc ăn bào ngư rất là nhiều nhưng mà chưa có cơ hội để nhìn thấy bào ngư sống ở bên ngoài. Ngoài ra thì còn có xà điệp ha. Xà điệp Hokkaido, ốc hoàng hậu Tsubugai, cá bơn. Ngon quá. Thì Ngọc có từng ăn qua bào ngư mà được trục vớt trực tiếp từ cái biển ở trên đảo luôn, bởi vì cái nhà hàng nó nằm sát đảo và cái chất lượng của hải sản ở đó thì phải nói là cực kỳ đỉnh. Mà Ngọc không ngờ là khi đã được nhập khẩu vào Việt Nam mà hải sản vẫn còn giữ được cái độ tươi ngon như thế này.